Và kính thưa quý vị, hội nghị tri ân khách hàng của công ty Pha Lê Việt Tiệp xin được chính thức bắt đầu. Của
Lê Việt Tiệp, khu vực phía Bắc. Và thưa tất cả quý vị, Quỳnh Thư là một người con của miền Nam và ngày hôm nay rất vinh hạnh được đứng ở đây để điều phối chương trình này mang một ý nghĩa là Phan Lê Việt Tiệp và Lotus Class đã có mặt trên khắp toàn quốc. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chương trình cũng như một lời cảm ơn tri ân chân thành nhất của ban lãnh đạo công ty Phan Lê Việt Tiệp gửi đến cho toàn thể quý vị, ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Vũ Xuyên Khung, giám đốc nhà máy công ty Phan Lê Việt Tiệp lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa quý khách danh dự, quý nhà phân phối và quý khách hàng thân mến, thay mặt Lotus Class, công ty Phan Lê Việt Tiệp, chúng tôi nồng nhiệt chào mừng quý vị đến với hội nghị Lotus Class đẳng cấp của sự lựa chọn 2017 đến nay. Phan Lê Việt Tiệp là công ty kinh doanh ngành thủy tinh gia dụng đầu tiên và lớn mạnh nhất Việt Nam. Cho đến hôm nay, hệ thống 65 nhà phân phối và hơn 12.500 khách hàng trên toàn quốc. Theo truyền thống thường niên, hôm nay chúng tôi tổ chức hội nghị tri ân vinh danh quý nhà phân phối tích cực và khách hàng thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi duy trì mức tăng trưởng cao hai chữ số hàng năm trong thời gian qua, với chủ đề năm nay là Lotus Class đẳng cấp của sự lựa chọn. Với mong muốn chia sẻ thông tin chiến lược và cơ hội đặt hàng sản phẩm Lotus Class mới để tiếp tục nâng cao kết quả và hiệu quả hợp tác kinh doanh của chúng ta. Vào kỷ nguyên 4.0, nhu cầu đổi mới cách nghĩ, cách làm và vận dụng các công cụ phương pháp mới để duy trì và gia tăng hiệu quả kinh doanh là thách thức lớn đối với mọi tổ chức và cá nhân. Chúng ta cần thích ứng thay đổi, chủ động sáng tạo, phối hợp, liên thông, đảm bảo thành công phát triển bền vững. Ý thức được điều này, công ty đã và đang phát triển khai các phương pháp công cụ mới với nguyên tắc công tâm, công bằng, công khai, đảm bảo lợi ích phù hợp cho cả nhân viên, nhà phân phối và công ty trên chính kết quả kinh doanh thực tế của mỗi ngày. Kết quả nghiên cứu thị trường gần đây nhất xác nhận thị trường vẫn còn nhiều cơ hội. Theo chiến lược với mục tiêu tốt đẹp, đồng hành phát triển, tin rằng chúng ta sẽ thực sự quan tâm, tích cực thay đổi và hợp tác chặt chẽ, chí tình, phối hợp nhịp nhàng cùng nhau đạt được những thành tựu mới. Về phía công ty, chúng tôi sẽ đảm bảo đầu tư nâng cao chất lượng, phong phú sản phẩm, mẫu mã bao bì mới, cung ứng liên tục và các hoạt động marketing thúc đẩy thị trường nhằm nâng cao thu nhập cho đội ngũ bán hàng, cải thiện đáng kể lợi nhuận cho quý khách hàng, hợp tác kinh doanh, đồng hành phát triển với Lotus Class. Kính chúc quý vị luôn vui vẻ, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của ông Vũ Xuyên Khung, giám đốc nhà máy công ty Phan Lê Việt Tiệp. Và thưa tất cả quý vị, là những người kinh doanh phân phối dòng sản phẩm thủy tinh gia dụng Lotus Class đến với người tiêu dùng. Nếu như chúng ta hiểu được ý nghĩa, giá trị thương hiệu này thì chắc chắn một điều là quý vị sẽ giới thiệu tốt hơn về sản phẩm này đến với người tiêu dùng, từ đó góp phần tăng doanh số của mình trong việc kinh doanh dòng sản phẩm này. Chính vì vậy, ngay bây giờ chúng tôi xin mời tất cả quý vị đến với phần trình bày của ông Nguyễn Khắc Minh, giám đốc kinh doanh khu vực miền Nam, giới thiệu về bộ nhận diện thương hiệu Lotus Class. Xin trân trọng kính mời ông. Xin kính thưa quý nhà phân phối cùng tất cả các quý khách hàng, cũng như quý khách hàng đã biết, trải qua hơn 20 năm đồng hành cùng phát triển với quý khách hàng, đón nhận những cái thách thức và thành công, thì hiện nay Phan Lê Việt Tiệp lại tiếp tục một lần nữa khẳng định vị thế của mình bằng cái nhân dịp mà tri ân khách hàng. Phan Lê Việt Tiệp gửi đến một cái thông điệp nhận diện thương hiệu, đó là sản phẩm là thương hiệu Lotus Class thủy tinh Phan Lê. Xin quý vị lắng nghe. Như quý vị cũng đã biết, với một cái công nghệ hiện đại, thủy tinh Phan Lê Việt Tiệp đã đưa ra một cái thương hiệu Lotus Class
và mang cho mình một cái sứ mệnh, đó là sứ mệnh gì? Đó là liên tục cung cấp những cái sản phẩm chất lượng cao, thẩm mỹ, sử dụng an toàn, giá cả hợp lý cho người tiêu dùng. Và hơn thế nữa, Lotus Glass đảm bảo sự phát triển năng lực của đội ngũ, không ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ, chất lượng cuộc sống cho đội ngũ nhân viên của mình, đồng thời đảm bảo được lợi nhuận, tối ưu hóa lợi nhuận cho khách hàng và cùng chia sẻ lợi nhuận với đối tác. Và một điều không thể thiếu đó là Lotus Lab Thủy Tinh Pha Lê đảm bảo việc luôn luôn tích cực đóng góp tích cực cho cộng đồng. Đây chính là cái thông điệp. Và hiện nay để nhận diện cái thương hiệu này, Thủy Tinh Lotus Lab gửi đến cho quý vị những cái thông điệp gì, xin quý vị xem ý nghĩa và chi tiết của nó. Như quý vị cũng biết, cũng với hai màu chủ đạo và một cái nghệ thuật từ cát, đó là màu xanh và màu vàng cam, với một cái hệ thống nhận diện mới là bề đẹp trong sáng và luôn luôn bên bạn. Vậy thì màu xanh biểu tượng cho biển cả, biểu tượng cho sự rộng lớn, một trí tuệ sâu sắc và linh hoạt. Màu vàng cam thể hiện cho đất mẹ, thể hiện sự bao dung, kiên định, tin cậy và thành tâm. Thủy Tinh Pha Lê Việt Tiệp, thành phần chính từ cát, là sản phẩm của biển và đất. Sự bền đẹp trong sáng đó là lợi ích mà chính người tiêu dùng đang mong muốn. Vòng tròn thể hiện cho trời và đất, đó là sự linh hoạt, đổi mới, thích ứng sự thay đổi. Tam giác hướng lên thể hiện một sức mạnh, hướng xuống thể hiện tình yêu. Hai tam giác lòng ngược với nhau thể hiện sự hòa quyện giữa sức mạnh và tình yêu. Đây chính là cái giá trị cốt lõi trong cuộc sống. Và như quý vị cũng biết, bông sen thể hiện cho sự thuần khiết và an toàn. Tám cánh hướng ra ngoài, đây biểu tượng cho sự phát đạt và phát triển. Sáu cánh là thể hiện cho chữ lập, bền vững trong quá trình đồng hành cùng phát triển và hợp tác. Sáu cánh hướng ra, tám cánh, sáu cánh hướng vào trong và tám cánh ra ngoài thể hiện cho lộc phát, tám cánh và thể hiện cho lộc và phát. Cũng như quý vị mua vào, đây chính là cái thông điệp mà Lotus Lab gửi đến quý khách hàng là luôn luôn phát và lộc. Và đây chính là khách hàng mục tiêu của Lotus Lab. Bền đẹp trong sáng chính là thông điệp lợi ích của người tiêu dùng. Thông điệp mà Lotus Lab gửi tới là lợi ích của người tiêu dùng cần. Chính là thông điệp mà Lotus Lab gửi đến. Luôn luôn bên bạn thể hiện sự gắn bó, đồng hành và cam kết. Xin chân thành cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn ông Nguyễn Khắc Minh, giám đốc kinh doanh khu vực miền Nam của công ty Pha Lê Việt Tiệp đã giới thiệu cho chúng ta về thông điệp về giá trị thương hiệu và bộ nhận diện thương hiệu của Lotus Glass. Và từ đây quý vị có thể hiểu rõ hơn và hoàn toàn tự tin trong việc giới thiệu về thương hiệu này đến với các khách hàng của mình. Và chúng tôi mong là, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng là tất cả quý vị chúng ta sẽ thành công hơn nữa, doanh số cao hơn nữa khi chúng ta hiểu về bộ nhận diện thương hiệu này. Và thưa tất cả quý vị, phần quan trọng nhất trong hội nghị tri ân khách hàng hàng năm của công ty Pha Lê Việt Tiệp đó là tri ân tất cả các nhà phân phối, các khách hàng đã có những đóng góp hết sức là xuất sắc trong một năm hoạt động kinh doanh cùng với Pha Lê Việt Tiệp của chúng tôi, đặc biệt trong việc phân phối dòng sản phẩm thủy tinh Lotus Glass. Và ngay bây giờ sẽ là nghi thức tri ân. Và thưa tất cả quý vị, chúng ta sẽ đến với phần tri ân vinh danh nhà phân phối xuất sắc, nhà phân phối tiêu biểu và nhà phân phối thành công. Và trước khi đến với phần vinh danh này, chúng tôi một lần nữa xin được trân trọng kính mời ông Vũ Xuyên Khung, giám đốc nhà máy công ty Pha Lê Việt Tiệp lên sân khấu ạ.
Xin mời ông lên sân khấu để chuẩn bị vinh danh cho nhà phân phối xuất sắc của chúng tôi. Và chúng tôi xin được công bố nhà phân phối xuất sắc. Chỉ có một, duy nhất một nhà phân phối đạt được danh hiệu này. Đó là nhà phân phối Tiến Nhung đến từ tỉnh Hưng Yên. Xin được trân trọng kính mời nhà phân phối Tiến Nhung ạ. Tiến Dung đến từ tỉnh Hưng Yên. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho nhà phân phối xuất sắc nhất. Chỉ có một nhà phân phối xuất sắc nhất ạ. Xin được chúc mừng chị. Xin được chúc mừng chị và cảm ơn chị rất nhiều ạ. Vâng, một lần xin mời ông Vũ Sĩ Quân đứng lại giúp Quỳnh Hương một tí ạ. Và cảm ơn chị. Xin được vinh danh các nhà phân phối tiêu biểu, và chúng ta có 4 nhà phân phối tiêu biểu. Đó là nhà phân phối Hoàng Xuân của Hà Nội chúng ta. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu nhà phân phối Đức Minh đến từ Nam Định, nhà phân phối Thảo Mỹ tại Hà Nội và nhà phân phối Tú Luận đến từ Vĩnh Phúc ạ. Đó là 4 nhà phân phối đạt được danh hiệu nhà phân phối tiêu biểu. Xin được trân trọng kính mời đại diện các nhà phân phối lên sân khấu ạ. Xin mời lên sân khấu khách hàng Đông Liên đến từ
Việt Tiệp. Vâng ạ, xin chào cô đây. Đặt tôi lên để chúc mừng cho hai khách hàng xuất sắc của chúng ta, đó là khách hàng Đông Liên và khách hàng Đào Văn Mạnh ạ. Thank you.
kiến của thủ đô Hà Nội ạ. Khách hàng Bùi Quang Tuấn cũng từ thủ đô Hà Nội. Khách hàng Nguyễn Thị Liên đến từ Bắc Ninh. Khách hàng Thơm Phúc đến từ Nam Định. Khách hàng Lê Thế Lợi đến từ Thanh Hóa. Khách hàng Huệ Vinh đến từ Nghệ An. Khách hàng Nhâm Phú đến từ Nghệ An. Khách hàng Nguyễn Văn Trung đến từ Nghệ An. Khách hàng Thanh Lân đến từ Quảng Bình. Và khách hàng Hồ Thị Tý đến từ Đà Nẵng. Đây là 10 khách hàng đạt giải khách hàng top 30 trong chương trình đồng hành cùng Pha Lê Việt Thiện của chúng tôi. Và xin mời 10 khách hàng này chúng ta cùng lên sân khấu ạ.
Xin được chúc mừng các khách hàng đã đạt được giải nhì trong chương trình Lotus Morning Tinh Anh Lợi Ích. Đó là các khách hàng Vinh Quang Táo của thủ đô Hà Nội, khách hàng Nguyễn Thị Xuân, khách hàng Nguyễn Thị Hoa, khách hàng Vũ Văn Di và khách hàng Bùi Quang Tuấn đều là của thủ đô Hà Nội của chúng ta. Khách hàng Cô Hương đến từ Bắc Ninh ạ. Khách hàng Nguyễn Thị Hiến đến từ Sơn Tây. Khách hàng Hà Thị Loan đến từ Vĩnh Phúc. Khách hàng Đỗ Thị Minh đến từ Vĩnh Phúc. Và khách hàng Bùi Kim Xuyến đến từ Phú Thọ. Đó là 10 khách hàng đã đạt được giải nhì lần đầu tiên trong chương trình này. Xin được mời 10 khách hàng chúng ta cùng nhanh chóng lên sân khấu ạ.
ngày hôm nay, ban lãnh đạo của Phan Lê Việt Tiệp đã mời nhóm MTV đến với hội nghị riêng khách hàng khu vực miền Bắc, nhằm mang một hương vị lạ hơn, mới mẻ hơn từ miền Nam đến cho tất cả chúng ta. Và hy vọng là nhóm MTV còn mang đến cho tất cả quý vị những món ăn tinh thần ngon hơn, những món ngon về âm nhạc trong phần tiệc của chương trình này. Và thưa tất cả quý vị, đây cũng là một cái dịp hết sức đặc biệt mà chúng tôi mong muốn chia sẻ với tất cả quý vị rất nhiều những thông điệp. Ca khúc vừa rồi đó là ca khúc Cảm ơn ngày mới. Và thưa quý vị, mỗi một ngày mà chúng ta được đồng hành cùng nhau là một ngày mới với nhiều thành công hơn, nhiều may mắn hơn, nhiều điều tốt đẹp hơn. Và đó là mong muốn của ban lãnh đạo công ty Phan Lê Việt Tiệp của chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị. Và để thành công hơn, thưa quý vị, ngay trong chương trình này chúng tôi sẽ triển khai một chương trình khuyến mại nhằm mang đến cho tất cả quý vị những cơ hội mới trong việc kinh doanh dòng sản phẩm thủy tinh Lotus Flash. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Khánh, quản lý vùng công ty thủy tinh Phan Lê chi nhánh miền Bắc, sẽ lên sân khấu để triển khai chương trình khuyến mãi này. Quý vị cùng chờ đón xem chương trình khuyến mãi này hấp dẫn như thế nào. Xin được trân trọng kính mời ông Khánh ạ. Cho phép Khánh xin được gửi lời chào tới tất cả các quý vị đại biểu và các quý vị khách quý có mặt trong lễ tri ân của công ty Phan Lê Việt Tiệp ngày hôm nay. Khánh xin được trình bày với các quý vị khách quý và quý nhà cuối ở đây một cái chương trình khuyến mại đặc biệt, và đây là cái chương trình lớn nhất trong năm 2017. Ôi giỏi ơi, thắng hôm nay. Chương trình với nội dung như sau. Thứ nhất là chương trình khuyến mãi đặc biệt. Thứ hai, chương trình thi đua mua hàng. Và thứ ba là chương trình thi đua. Chương trình khách hàng VIP và chương trình đặc biệt dành cho quý thành phối. Và hôm thứ năm là triển khai chương trình. Với chương trình khuyến mãi đặc biệt, công ty đưa ra hai nhóm sản phẩm chính, với nhóm hàng thứ nhất bao gồm 16 loại hàng. Tỷ lệ khuyến mại cho 16 loại hàng này tương đương với từ 8,3 đến 15,9%. Với nhóm sản phẩm thứ hai bao gồm 10 loại hàng, tỷ lệ khuyến mại cho 10 loại hàng này tương đương từ 8,3 cho tới 16,7%. Chương trình thứ hai đó là chương trình thi đua. Chương trình thi đua thì có hai cái phần, đó là chương trình thi đua đặt hàng trên tổng doanh số của quý vị đặt hàng ngày hôm nay ạ. Với mức doanh số đơn hàng trong buổi tối hôm nay lớn hơn hoặc bằng 30 triệu, khách hàng sẽ được hưởng một cái voucher. Cái voucher ở đây dùng để mua hàng Phan Lê Việt Tiệp trị giá 500.000 đồng. Với doanh số lớn hơn hoặc bằng 150 triệu thì phần thưởng sẽ là 6 voucher tương đương 3 triệu đồng. Với mức doanh số lớn hơn hoặc bằng 300 triệu thì khách hàng sẽ được phần thưởng là 15 voucher tương đương là 7.500.000 đồng. Thì đây là cái phần thi đua đặt hàng trên tổng doanh số đấy. Chương trình thi đua đặt hàng trên doanh số nhóm thứ hai, nhóm hàng hai đấy, là sẽ có 10 giải thưởng, mỗi giải là một voucher mua hàng có trị giá là 3 triệu đồng, áp dụng cho 10 khách hàng có doanh số đặt hàng thuộc nhóm 2 cao nhất từ 30 triệu đồng trở lên. Quý vị lưu ý, đây là cái chương trình dành cho khách hàng đặt hàng thuộc nhóm 2. Và một chương trình rất là đặc biệt nữa mà công ty đang triển khai ở ngoài thị trường ạ, đó là chương trình khách hàng VIP. Xin cho hỏi quý vị ở đây thì những quý vị khách hàng nào mà chưa được tham gia chương trình khách hàng VIP ạ? Có khách hàng nào không ạ? Khách hàng nào chưa được tham gia chương trình VIP ạ?
À, cũng còn rất nhiều khách hàng mà chưa được tham gia chương trình VIP thì đây là các bạn nhân viên sale cũng phải để ý và tư vấn cho khách hàng về chương trình này. Chương trình khách hàng VIP công ty đang triển khai và cũng sẽ triển khai trong tháng 6 này. Với mức doanh số khách hàng đặt hàng trong buổi tối ngày mai, đối với mức doanh số là 10 triệu đồng, lớn hơn bằng 10 triệu đồng đấy ạ. Phần thưởng tiết kiệm voucher là từ 3 đến 3,8%. Với mức doanh số lớn hơn hoặc bằng 30 triệu đồng thì khách hàng sẽ được nâng ngay lên cái hạn mức Titan và cũng được cái phần thưởng tiết kiệm voucher là từ 3 đến 3,8%. Và cái phần thưởng thứ hai nữa là khách hàng sẽ được phần thưởng nâng hạn mức Titan đó là 3%, và tổng giải thưởng cho cái đơn hàng 30 triệu này sẽ là từ 6 đến 6,8%. Với mức doanh số lớn hơn và bằng 300 triệu đồng, khách hàng được nâng lên mức bạch kim và khách hàng vẫn được thưởng tích điểm đổi voucher với chương trình là từ 3 đến 3,8%. Và phần thưởng thứ hai là phần thưởng nâng hạng cái mức bạch kim đó là 4%, và tổng giải thưởng cho cái chương trình này là từ 7 đến 7,8%. Tương tự với mức doanh số là lớn hơn bằng 500 triệu đồng, khách hàng sẽ được nâng hạng lên mức kim cương. Phần thưởng tích điểm đổi voucher vẫn là 3% đến 3,8%. Ngoài ra phần thưởng thứ hai nữa đó là khách hàng được thêm 5% và tổng giải thưởng cho cái mức này lên tới 8% đến tới 8,8%. Cái chương trình khách hàng VIP này vẫn áp dụng cho những khách hàng đang tham gia chương trình khách hàng VIP và chưa tham gia chương trình khách hàng VIP, và khách hàng có hoàn toàn có cơ hội tham gia chương trình khách hàng VIP vào buổi tối ngày nay. Bây giờ Khánh sẽ tổng kết lại những cái phần thưởng mà khách hàng đặt hàng cho ngày nay thì quý vị khách hàng sẽ được biết khách hàng được những phần thưởng như thế nào. Thứ nhất là chương trình khuyến mãi là từ 8,3 đến 16,7%. Chương trình đổi voucher cho cái đơn hàng tổng lớn hơn bằng 30 triệu đấy ạ, thì phần thưởng sẽ là từ 500 nghìn đồng đến 7,5 triệu đồng. Phần thưởng thứ ba nữa là chương trình đặt hàng nhóm 2 áp dụng cho 10 khách hàng có cái đơn hàng lớn hơn bằng 30 triệu thì phần thưởng sẽ là 3 triệu đồng cho một khách hàng. Và phần thưởng thứ tư đó là khách hàng vẫn được tham gia chương trình khách hàng VIP sẽ là từ 3% cho đến 8,8%. Thì đây là bốn cái chương trình mà khách hàng tham gia đặt hàng buổi tối ngày nay thì khách hàng hoàn toàn có cơ hội được đạt bốn cái chương trình khuyến mại như thế này. Và có một chương trình rất đặc biệt nữa cho buổi tối ngày nay, đó là chương trình dành cho quý nhà phân phối ạ. Sẽ có 5 giải thưởng, mỗi giải một ô quà tặng trị giá 10 triệu đồng áp dụng cho top 5 nhà phân phối có tỷ lệ khách hàng đặt hàng nhiều nhất trong buổi tối hôm nay. Quý nhà phân phối thì ý là có 5 giải thưởng áp dụng cho nhà phân phối có tỷ lệ khách hàng tham gia cao nhất trong buổi tối ngày hôm nay, có tỷ lệ khách hàng đặt hàng. Phần thứ năm là phần triển khai và thực hiện. Điều kiện để tham gia, khách hàng phải mua 5 trong 10 loại hàng thuộc nhóm 2 và tối thiểu mỗi một mặt hàng là một thùng. Đơn hàng chỉnh lệ khi sử dụng 4 đơn hàng do công ty phát cho nhà và buổi tối ngày mai. Về tiến độ thực hiện, đặt hàng theo đơn, xác nhận đơn hàng trên hệ thống tại hội nghị, hoàn tất việc thanh toán và xác nhận trước ngày 10 tháng 6. Thời gian giao hàng cho khách hàng dự tính sẽ là vào ngày 4 đến ngày 12 tháng 6. Quý vị lưu ý ạ, hoàn tất việc thanh toán xác nhận trước ngày 10 tháng 6 và công ty sẽ có kế hoạch giao hàng từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 6. Bây giờ đề nghị tất cả anh em bán hàng của Pha Lê Việt Tiệp
sẽ hỗ trợ các khách hàng, hỗ trợ nhà phối để ra những cái đơn hàng nhiều đơn nhất và nhiều đơn hàng có giá trị nhất. Một lần nữa xin chúc tất cả các quý vị đại biểu và các vị khách quý buổi tối hôm nay sức khỏe, chúc quý vị có bữa tiệc buổi tối hôm nay ngon lành và chúc cho sự đoàn kết gắn bó và hợp tác bền vững lâu dài cùng Pha Lê Việt Tiệp và chúc cho quý vị một doanh thu lợi nhuận lớn nhất từ việc kinh doanh hàng Pha Lê Việt Tiệp. Cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn phần trình bày về chương trình khuyến mãi rất đặc biệt của Pha Lê Việt Tiệp. Vâng, và kính thưa quý vị, như ông Thắng cũng đã chia sẻ là quý vị cũng sẽ được hỗ trợ bởi các nhân viên kinh doanh của công ty Pha Lê Việt Tiệp của chúng tôi trong việc đăng ký doanh số trong ngày hôm nay. Và quý vị có nhớ được bốn cái chương trình đặc biệt này không ạ? Bốn chương trình này rất đặc biệt với những giải thưởng cũng rất đặc biệt mà chúng tôi cũng sẽ trao trong ngày hôm nay cho những khách hàng, những nhà phân phối có đăng ký doanh số cao nhất. Và thưa quý vị, Quỳnh Thư xin được chia sẻ thêm một tí về thông điệp của chương trình ngày hôm nay, đó là Lotus Class, đẳng cấp của sự lựa chọn. Chúng ta chọn lựa sản phẩm thủy tinh gia dụng Lotus Class để mang đến cho người tiêu dùng cuối cùng của chúng ta trên thị trường. Và chúng ta là những người kinh doanh dòng sản phẩm này, chắc chắn Quỳnh Thư tin là quý vị sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui khi thấy những sản phẩm thủy tinh Lotus Class có mặt trong các gia đình của Việt Nam, trên bàn ăn, trong phòng khách, trên những chiếc kệ xinh xắn để đón khách vào nhà. Và điều đó làm cho chúng ta cảm thấy vui hơn, hạnh phúc hơn khi chúng ta đã mang đến những sản phẩm chất lượng, bền đẹp, trong sáng, mẫu mã phong phú cho các khách hàng để làm cho ngôi nhà của các gia đình Việt được lấp lánh hơn. Và sự lựa chọn đó, sự lựa chọn kinh doanh dòng sản phẩm Lotus Class là một sự lựa chọn mà chúng tôi một lần nữa khẳng định là một sự lựa chọn thông minh, đẳng cấp. Và quý vị khi kinh doanh dòng sản phẩm này được sự hỗ trợ của Pha Lê Việt Tiệp của chúng tôi, để tất cả quý vị và cùng với công ty chúng ta cùng thịnh vượng hơn trong một năm kinh doanh cũng như là cho những năm kinh doanh tiếp theo. Vậy thì trong hội nghị trở lên này, chúng tôi đã mang đến cho tất cả quý vị rất nhiều những chương trình hấp dẫn, thú vị từ đầu chương trình đến bây giờ. Vậy thì ngay lúc này cũng sẽ là một nội dung nữa mà Quỳnh Thư tin chắc một điều là quý vị sẽ hết sức bất ngờ về màn trình diễn này. Thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Thank you.
Tiền và một lần nữa tôi xin được mời lên sân khấu ban lãnh đạo của công ty Pha Lê Việt Tiền ạ. Xin được trân trọng kính mời ông Vũ Xuyên Quân, giám đốc nhà máy công ty Pha Lê Việt Tiền. Xin được trân trọng kính mời ông Phạm Anh Phương, giám đốc công ty Pha Lê Việt Tiền. Xin được mời ông Lý Trường Chiến, cố vấn cấp cao. Xin được mời bà Phạm Thị Lê Hương, giám đốc công ty Thủy Tinh Pha Lê chi nhánh miền Bắc. Xin được mời ông Nguyễn Khắc Minh, giám đốc kinh doanh khu vực miền Nam. Xin được mời ông Bùi Văn Đoài, giám đốc kinh doanh khu vực miền Nam. Và xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Khánh, quản lý vùng công ty Thủy Tinh Pha Lê khu vực miền Bắc. Xin mời bảy vị trong ban lãnh đạo của công ty Pha Lê Việt Tiệp lên sân khấu để chúng ta cùng thực hiện nghi thức khai tiệc. Và để một cái con số 7 nó sẽ không đẹp bằng con số 8 đúng không ạ? Con số 8 là Pháp. Chúng tôi xin được mời đại diện một khách hàng chúng ta cùng lên trên sân khấu để thực hiện nghi thức nâng ly thì được không ạ? Chúng tôi được mời đại diện của bạn ngồi trước mặt Quỳnh Hương được không ạ? Quỳnh Hương xin được mời anh áo trắng ngồi giữa luôn. Dạ, xin được mời anh lên sân khấu ạ. Đại diện cho tất cả các nhà phân phối, các khách hàng của Pha Lê Việt Tiệp cùng thực hiện nghi thức này. Enjoy your dinner as we give you our kind of music. We are the Black Rose from the Philippines. Get up.
em đang nghe gì trong tiếng sáo? Biển xanh với nắng hồng, em đẹp như nhà năm cổ tích. Tiền riêu em, vẫn mái tóc của em, hãy nói những ước muốn của đời mình. Dù chỉ với ánh mắt của một người, cầm bàn tay rồi chợt thấy yêu hơn. Ngày mai sẽ mãi mãi là mộng đẹp. Hạnh phúc sẽ đắp lên từ nụ cười của em. Hãy cùng lắng nghe ngàn cơn sóng, cứ khát khao anh chờ mong. Hãy cùng lắng nghe chiều dần xuống, cứ thấy em bên mình mãi mãi. Như trăm năm sóng xô, trong giấc mơ đôi mình. Rồi chợt hay, rồi chợt hay. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Ơn và những ly bia. Còn bây giờ thì chúng ta, khán phòng của chúng ta sẽ nóng hơn nữa vì phần rút thăm trúng thưởng đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Khi quý vị check-in tham dự chương trình này, quý vị đã được dán một cái con số lên trên áo, lên trên vai của mình. Có quý vị nào ở đây chưa có số không ạ? À? Quý vị kiểm tra lại xem thử là nãy giờ chúng ta di chuyển thì cái con số ở trên vai của mình, trên áo của mình có mất đi không nha. Có quý vị nào chưa có số không? Giơ tay ạ. À? Dạ không, ban lãnh đạo không có kể. Dạ. Cháu Quỳnh Đương hỏi là có quý vị nào chưa có số không? Dạ tất cả đều có số ha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần rút thăm đầu tiên, ba giải đầu tiên của chương trình. Ở đây Quỳnh Thư thấy là có những cái lá thăm ở trong này. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ba khách hàng nào sẽ may mắn trong ba giải thưởng đầu tiên của hội nghị ngày hôm nay. Có quý vị nào giúp dùm Thư rút ba giải thưởng ở trên này không? Có quý vị nào ngưng ăn một tí để giúp Thư không ạ? À? Xung phong ạ. À? Dạ, có cánh tay nào giơ lên không ạ? À? Không có cánh tay nào giơ lên thì Quỳnh Hương rút luôn nha. Vâng ạ. À? Cho Quỳnh Hương tí âm nhạc tí. Sao lại yên lặng vậy? Dạ ai ạ? À? Có ai mới vừa nói cho chị bóc cho ạ? À? Dạ dạ, xin mời ạ. À. Dạ mời chị. Tối nay em bất cẩn đúng không? Tối nay em bất cẩn à? Dạ. Trời ơi, em biết vì sao mà chị xung phong lên bóc rồi. Tại vì chị mặc một cái bộ đồ quá đẹp ạ. Hãy dành một tràng pháo tay cho một cái vị khách rất là xuất sắc của chúng ta thôi. Mình đừng đứng qua một bên. Nhường sân khấu này lại cho chị. Và mời chị ạ. À. Vâng ạ, à, phụ nữ chúng ta thông minh lắm ạ. À. Nên là phụ nữ cần chị suy nghĩ một tí rồi chị mới bước lên. Và mục đích của chị tôi nghĩ là vì chị thấy cái bộ đầm này. Dạ, em rất ngưỡng mộ cái sự thông minh của chị. Dạ, con số đầu tiên. Nhưng mà trước khi đọc cái con số này cho phụ nữ được phỏng vấn chị một tí là chị tên gì và đến từ đâu, doanh nghiệp của chị là gì đúng không ạ? Xin chào tất cả các quý vị, tôi là Thu, tôi đến từ công ty cổ phần du lịch vẻ đẹp Việt và rất là vui tôi được đồng hành cùng một thành viên trong một toàn quốc BNI với cả MC Quỳnh Vy hôm nay ạ, Quỳnh Thư hôm nay ạ. Dạ xin cảm ơn chị Thu. Và cái con số đầu tiên mà chúng ta có được là con số 116 ạ. À đúng rồi ạ, chị Thu giải thích một tí về con số này. Kính thưa quý vị, con số 116 có phải là nhất nhất lộc không ạ? Ai may mắn được có con số 116 không ạ? Dạ, ai đang mang số 116 ạ? Dạ, có chưa ạ? Dạ, nghe hú hú ở đâu đó, mình vẫn chưa thấy ai xuất hiện hết ạ. Dạ, quý vị có con số 116, chúng ta nhanh chóng lên trên sân khấu. Dạ, xin được mời ạ. Vâng ạ, trong thời gian chờ vị khách may mắn của chúng ta lên trên sân khấu, chị giúp em hai lá phiếu người ạ. Dạ, vì chị quá là đẹp cho nên em cho chị được đứng trên sân khấu lâu hơn. Mời chị.
that is difficult to say. It was given me the day I was born. Want to know about the story of the empire of my eyes? Say more of me than what you dare to say. All I know you, it was a size of one, a film by Coppola. Để được nghe bài dân ca yêu xưa đưa trên sông, bóng tôi mang em đi về đất nước tôi quan tình. Người dân nơi quê hương tôi đầy cay vừa trong lời hát ước mơ về thăm chốn thiên quê hương bao năm tôi đã cách xa. Đất nơi trở về làm tôi yêu mến vì nàng. Tôi sẽ theo cha về thăm làng quê đầu tiên, theo những giấc mơ mênh mông mênh mông đồng lúa. Tôi thấy bao thân thương nơi đây quê tôi, như cây có mơ còn yêu đất nước tôi. Hoa rơi ở đất one day I finally know your soul. One day I come to you to say hello. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lượt rút thăm thứ hai với ba giải đặc biệt nữa dành cho tất cả các khách hàng tham dự chương trình hội nghị ngày hôm nay. Cháu Quỳnh Hương hỏi là có ai xung phong một lần nữa giúp Thư rút ba lá thăm tiếp theo không ạ? Có ai cũng thông minh tiếp theo để lên sân khấu này cho mọi người chiêm ngưỡng không ạ? Một cánh tay nào đó, dạ em ơi chị ạ. Yeah, một chị xinh đẹp mặc áo đỏ. Hôm nay chương trình của chúng ta là đẳng cấp của sự lựa chọn. Đúng là một sự đẳng cấp, một sự rất thông minh ạ. Em mời chị ạ. Dạ, một tràng pháo tay cho người đẹp áo đỏ của chúng ta, Lady in Red ạ. Dạ, rồi xong Quỳnh Hương lại nhường sân khấu nữa rồi. Dạ, Quỳnh Hương không có so bì về mặt nhan sắc được. Trước khi bóc thăm, Quỳnh Hương không gọi bằng chị, em chắc là nhỏ hơn Thư. Em giới thiệu về mình với tất cả mọi người. Dạ, em chào khán giả, em là Dung ạ. Em đến từ Bắc Giang ạ. Em là nhà đại diện nhà phân phối Trắc Hoa. Một tràng pháo tay đến cho một nhà phân phối của chúng ta đến từ Bắc Giang các anh chị. Dạ, một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Dạ, và người phụ nữ xinh đẹp này của chúng ta sẽ giúp chúng ta rút ba lá thơm. Em có phụ nữ thấy là người đẹp của chúng ta có con số là 151 trên vai. Em có mong là em rút được con số của em không? Dạ, em rất mong ạ. Dạ, em có muốn công bố. Dạ, chúc mừng khán giả mang mã số 54 ạ. Khách hàng mang mã số 54 ạ. Khách hàng nào có con số 54 trên áo ạ?
Cô Thư rất là muốn nghe một cái tiếng thét gì đó trỗi lên trong khán phòng. 54 ai ạ? Có không ạ? 54 lần thứ nhất. Có không ạ? 54 lần thứ hai. Dạ, nếu không có thì chúng ta sẽ dành cơ hội cho những con số khác. 54 lần thứ ba. Và chúng ta hủy con số này, chúng ta tiếp tục ha. Dạ, một con số rất lớn ạ. Xin chúc mừng quý khách nào có con số 276 ạ. 276. Có không ạ? Dạ, vỗ tay lớn lên ạ. Dạ, hét lên cho mình Hương nghe ạ. Tối hôm nay vừa đưa quan sát thấy là trên sân khấu này toàn là người đẹp không thôi ạ. Xin được chúc mừng một vị khách mặc áo hồng ạ. Giúp Thư. Vì chị xinh đẹp cho nên chị đứng lâu một tí cho mọi người chiêm ngưỡng ha. Và chị đứng đẹp. Dạ, con số tiếp theo. Con số tiếp theo là 3. Dạ, 347 lần 2, 347 lần 3 luôn hết rồi đúng không ạ? Dạ, xin nhanh cho nó gọn ạ. Quỳnh Hương không biết phone ô tô, thường là người ta nói là con số nào ra là con số gì đây đúng không ạ? Vâng ạ, con số tiếp theo là con số 14 ạ. Có không ạ? Dạ, xin được chúc mừng anh. Một tràng pháo tay cho vị khách may mắn của chúng ta. Và công bố với tất cả quý vị, ba giải thưởng trong đợt này là ba giải thưởng lớn nhất trong chương trình rút thăm của chương trình. Một phiếu tiếp theo, một phiếu cuối cùng. Chúc mừng anh. Dạ, yeah, một con số. Quý vị có thấy trên tay Quỳnh Hương là con số gì không ạ? Dạ, yeah, đúng rồi, không ba. Quý vị nào cầm con số này ạ? Không ba ạ? Có không ạ? Có không ạ? Đó là chúng ta có tổng cộng 18 khách hàng ạ. Và